Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio Ninh Số. Vâng, trước tiên JK Audio Ninh Số thì chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc yêu âm nhạc, sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn ạ. Vâng, hôm nay bên JK có nhận được đơn của anh Trần Bùi đấy ạ. Vâng, anh Trần Bùi tên cũng rất là lạ. Anh có số điện thoại là 0903 3 số cuối là 265 và 0908 3 số cuối là 795. Vâng, anh ở 26C trên 35 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh có xem kênh YouTube JK và anh có đặt sự tin tưởng và anh có đặt bên em một cái đẩy công suất liền vang Jaguar PA602 ạ. Vâng, thì bên em có tặng anh dây rắc kết nối đầy đủ, anh không phải mua thêm thiết bị nào để hỗ trợ nhé, anh yên tâm ạ. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty JK Audio Ninh Số thì cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm. Vâng, đây là cái hộp anh nhập nhà máy, nguyên dây nguyên kiện của cái đẩy công suất liền vang Jaguar đấy ạ. Vâng, mã của nó là PA602 đấy ạ. Nó có hơi xước tí, đây là vận chuyển từ Trung Quốc về, nó hơi xước về cái logo, không sao ạ. Nhưng căn bản là cái hàng phía bên trong nó mới là cái quan trọng. Vâng, đây là bên em chưa động vào đấy nhá, cũng là nguyên hộp đấy ạ. Và sau đây em sẽ mở ra để cho anh kiểm tra xem nó phải hàng nhà máy không nhá. Xốp cũng rất là dày anh Bùi nhá, xốp rất là dày đẹp của nhà máy luôn ạ. Nguyên đai nguyên kiện nhá. Đây giấy tờ logo đi kèm của nhà máy đấy ạ. Audio âm Lilifer này, Jaguar PA602 và có đi kèm một cái điều khiển này và một cái tua vít để sau này anh có thể chỉnh từng bài nhạc một. Đấy, đầy đủ logo đấy ạ. Đây, giấy tờ đây này. Hàng nhà máy của nguyên đai nguyên kiện anh nhé. Rồi sau đây bên em sẽ mở ra và bên em bắt đầu test nhạc cho anh với cái đẩy công suất liền vang Jaguar PA602 này anh nhé. Vâng, anh Bùi nhá, sau khi bên em đã mở chi tiết một cái thùng hàng và cái đẩy công suất Jaguar PA602 của anh thì bên em đang chạy test trực tiếp và chạy bằng Bluetooth đấy ạ. Không phải dây dợ đâu nhá, còn công suất rất khỏe luôn. Em đang kết nối với một loa full này này mà đánh mới chỉ hết một tí đấy ạ, mới hết volume một chút xíu thôi mà đã rất là lực rồi. Đấy, 20 loa full luôn, một loa full này. Đấy, đặt trực tiếp cho anh thì em bắt Bluetooth nhá. Đây. Đấy, bắt Bluetooth em tắt đi đấy. Bắt Bluetooth rất là tiện lợi, công nghệ mới đấy. Đấy. Rất hay luôn, Bluetooth nhá. Anh này em tặng nhỏ đi tí. Anh mà kết nối Bluetooth nhá, anh ấn chữ mode này này, mode xong anh ấn chữ MP3. Đấy, ấn cái nút MP3 này này, nó hiện lên cái chữ màu xanh của MP3 thì bắt đầu cái Bluetooth này nó hiện lên chữ blue này này. Đấy, xong anh vào điện thoại anh Bluetooth lên anh dò nhá, dò và kết nối là được đấy ạ. Đấy, nhớ anh nhớ chữ mút nhá. Đấy. Đây phía sau không kết nối dây tín hiệu đâu ạ. Thì chạy với đôi loa đây ạ. Đây, tín hiệu đầu vào nó đây này anh này. Đấy, em quay chi tiết cho anh. Đấy, đây này là quảng cáo điện thoại. Vâng, em vừa có điện thoại gọi đến thì em lại quay tiếp cho anh ạ. Công suất này cực lớn anh nhé. Tích hợp Bluetooth này, đọc thẻ nhớ này, đọc USB này, rất là tiện lợi và chất âm rất cực kỳ sạch. Nó có cả những cái bộ lọc âm thanh công nghệ mới phía bên trong. Vâng, cái Jaguar PA602 này đang gọi là rất là thịnh hành và đang là mưa làm gió với những sản phẩm rất là tốt và chất lượng đỉnh cao, và với cái giá thì tầm tiền và công suất nó cực lớn. Thì em chạy hẳn một cái loa full luôn ạ. Đây, hai bên một đôi loa full công suất cực khỏe, mà cái này nó đánh vẫn có một chút xíu gọi là công lực ạ. Đấy. Còn sau đây em sẽ mở thêm một đoạn nhạc karaoke cho anh trải nghiệm nhé. Con này hiện tại của anh hoạt động rất là ổn, rất là tốt, không có lỗi lầm gì, không có một vết xước. Vâng, chuẩn nhà máy đây, hàng nhà máy trung ương Trung Quốc, thì bên em bảo hành cho anh 1 năm. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng ngoan. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi gom 4 phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếc ngựa hồ này. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây ta thương riêng mình với niềm mơ mây quay. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sát đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Chọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Sau khi bên em đã test một đoạn nhạc karaoke thì bên em đánh giá cái đẩy công suất đèn vang Jaguar PA602 này của anh Bùi rất là tốt nhá, rất là sang tiếng. Vâng, thì sau đây bên em xin phép được đóng hàng cho anh. Thì cái này hoạt động rất là tốt và ổn định, nói chung là hoàn hảo nhất. Bên em sẽ đóng hàng gửi cho anh. Vâng, thì sau cùng thì em xin chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Nhá, sau khi bên em đã kiểm tra rất là kỹ, bên em có dán tem công ty Zika Audio minh số nhé, để bảo hành cho anh 1 năm đấy ạ. Đấy ạ. Vì thế anh yên tâm nhé. Vâng, đây anh Trần Bùi nhá. Sau khi bên em cũng kiểm tra rất là kỹ rồi ạ, thì bên em cũng có bọc lót rất là cẩn thận và chi tiết. Thì đây là thông tin địa chỉ đầy đủ của anh đấy ạ. Vâng, JK Audio minh số thì mong anh nhận được hàng sớm để anh trải nghiệm cái đẩy công suất liền vang Jaguar PA602 anh nhé. Vâng, sau cùng thì em lại chúc anh luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Vâng, chào anh và hẹn gặp lại vào các clip sau.